Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, trong phần 1 của video, những sự thật thú vị về Học viện Quân sự West Point, nơi đào tạo ra các siêu nhân của Mỹ, thì Việt Nam TV đã giới thiệu những thông tin cơ bản về ngôi trường này. Trong chương trình hôm nay, xin kính mời quý vị khán giả cùng Việt Nam TV tiếp tục tìm hiểu về ngôi trường quân sự danh giá này của Mỹ. Về quá trình đào tạo, chương trình học từ thiên văn vũ trụ đến cách bắt tay, cách uống rượu vẫn tỉnh táo, cách gấp mùng mền chăn gối đến tranh luận các tác phẩm của Victor Hugo, trên thông thiên văn, dưới tường địa chất, giữa thấu nhân tâm. Để bảo đảm chất lượng giảng dạy, thì 20 học viên là quân số tối đa của phần lớn lớp học tại đây. Là một ngôi trường quân đội, nhưng các câu lạc bộ ngoại khóa của trường lại không giới hạn, từ câu lạc bộ đồng ca cho tới câu lạc bộ trượt tuyết, đua thuyền. Mỗi học viên bắt buộc phải tham gia vào một câu lạc bộ hoặc một môn thể thao. Những môn học cơ bản phục vụ sứ mệnh quân sự như là quyền anh, bơi sống sót, thể dục cá nhân hay đơn vị. Các học viên sống trong doanh trại của trường trong suốt 4 năm và nhận trợ cấp hàng tháng. Ngoài thể thao, thì trường còn có rất nhiều hoạt động để học viên tham gia. Ví dụ như là có hơn 100 câu lạc bộ giải trí cho học viên và nhiều hoạt động xã hội khác như là rạp chiếu phim, lớp học nhảy, khóa học đánh gôn, trượt tuyết, bowling. Cùng với việc phát triển học thuật, thể chất và quân sự, các học viên của Học viện Quân sự West Point còn phát triển nhiều kỹ năng khác để chuẩn bị cho sứ mệnh lãnh đạo các binh sĩ Hoa Kỳ. Việc phát triển các giá trị đạo đức, tinh thần và xã hội diễn ra chính thức và không chính thức trong suốt 47 tháng trải nghiệm. West Point có lời thề danh dự dành cho học viên không nói dối, không lừa đảo, không ăn cắp và không khoan dung với những kẻ làm điều này. Đừng hỏi đất nước đã làm gì cho bạn, hãy tự hỏi mình đã làm gì cho đất nước. Mỗi học viên West Point đều học thuộc lòng câu nói nổi tiếng này của Tổng thống Kennedy. Điểm mạnh trong chương trình học thuật của West Point là quy mô lớp học nhỏ. 95% lớp học dưới 20 học viên. Tỷ lệ sinh viên giảng viên là 1 trên 7. Tỷ lệ sinh viên ở lại trường sau năm thứ nhất là 94,8%, trong khi tỷ lệ tốt nghiệp là 78%. Bạn có biết, để rèn được một thanh bảo kiếm, người thợ rèn phải làm gì không? Họ phải chọn được loại thép tốt. Sau khi rèn thành thanh kiếm, thì họ phải tôi cho thép cứng lại, nhưng lại không được giòn, mà phải dẻo bằng cách nung đỏ thanh kiếm trong lò, rồi rút ra, nhúng ngay vào nước lạnh. Làm nhiều lần như vậy, thép sẽ trở nên rất cứng, mà lại không giòn. Ở Học viện Quân sự West Point cũng vậy, sinh viên vừa vào trường đã phải bị khủng bố tinh thần. Quan niệm là trụng nước sôi 100 độ, rồi lại đem qua trụng nước đá. Nên sau này, dù có sự cố gì trong đời, thì họ cũng cảm thấy bình thường, chẳng băn khoăn gì. Đầu tiên là họ nhốt sinh viên từng tốp vào trong phòng. Sau 2 giờ, thi thả ra, yêu cầu trả lời các câu hỏi như có bao nhiêu bóng đèn trong phòng, bàn ghế thì màu gì, lúc vào mấy giờ mấy phút, lúc ra thì mấy giờ mấy phút, người ngồi bên trái bạn có đeo đồng hồ hay không, người ngồi bên phải bạn tên là gì. Trả lời không được là tự động cuốn gói về nhà. Bài học đầu tiên là học về óc quan sát, cái quan trọng nhất của một nhà quản trị tài ba. Và những bài học tương tự như vậy thường xuyên diễn ra. Rõ ràng, đây là một dấu ấn đào tạo rất quan trọng với người trẻ. Nếu như chịu khó và có phương pháp đào tạo đúng, ngây ngô ngơ ngáo vẫn trở thành xuất sắc. Vẫn có thể trở thành một Steve Jobs như thường, vì chúng ta giỏi lắm cũng chỉ sử dụng có 1/10 khả năng của bộ não. Giáo dục Mỹ nói chung là kỹ, vì họ đào tạo là cho nước Mỹ có thể sử dụng, không phải chỉ với mục đích xuất khẩu giáo dục như là một số nước khác. Nên với sinh viên ngoại quốc, đầu vào cũng rất là khó. Phải vượt qua các kỳ thi như TOEFL, SAT, GMAT, GRE tùy theo cấp và ngành. Còn trường nào không kiểm tra đầu vào thì trường đó hoặc là một nhà máy văn bằng hoặc là không ai biết đến. Họ cho rằng việc học viên có được các chứng chỉ này thể hiện sự nghiêm túc trong việc theo đuổi học thuật. Thật ra, các kỳ thi kiến thức so với khả năng của sinh viên Việt Nam thì chẳng là gì, vì để vào Đại học Việt Nam, kiến thức còn khổng lồ hơn rất nhiều, khó hơn rất nhiều. Tuy nhiên, về thể chất, khả năng hoạt động xã hội, các kiến thức lịch sử, thiên văn thì chắc còn thua xa các ứng viên của West Point. Cũng vì là đào tạo để nước Mỹ có thể sử dụng nên thời gian cũng lâu hơn, như MBA cũng phải mất 3 năm so với 12 hay 18 tháng ở một số nước. Học viện West Point lừng danh, kiêu hãnh thì nhìn xuống dòng sông Hudson thơ mộng là ước mơ của mọi ông bố khi có một đứa con ra đời và muốn nó đã mang tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Đào tạo trở thành công dân có ích, giỏi giang để thỏa chí tang bồng hồ thỉ vùng vẫy giữa đất trời. Khi từ 18 đến 30 tuổi,
Trong lúc đám ngây ngô ngơ ngáo kia đốt tuổi trẻ trong các quán bar, các quán cà phê, vũ trường, rú rượi xóa tóc, đi ra đi vô, không biết làm gì, suốt ngày chát chít nhăng cuội, ngủ nhiều hơn học và làm cho đầu óc u u mê mê, nông cạn, cái gì cũng làm miếng cũng lười, thì các bạn này đã phải vất vả đầu tư trí lực và thể lực. Thư viện West Palm mở cửa 24/24 giờ. Ở đó người ta thấy những cái đầu cắm cúi ghi ghi chép chép, những cuốn sách dày cộm phải đọc xong trong vòng một vài ngày. Đọc nhanh và rất nhanh, để sau này đi làm giấy tờ công văn đọc nhoay nhoáy để phúc đáp. Chứ thể loại thấy chữ nhiều, đọc những mắt thì thôi khỏi tuyển dụng. Nó đánh vần một công văn đọc xong mất hết cả ngày, năng suất lao động sẽ rất kém. Tri thức là phải đọc nhanh để làm việc giỏi, mà muốn đọc nhanh thì phải luyện tập. Nhìn các học viên của Học viện Quân sự West Point đánh đàn, nhảy, khiêu vũ, võ thuật, hát, ảo thuật, thám hiểm, vẽ, vân vân, hay thậm chí là tỉ mỉ ngồi cắt tỉa giấy để rèn luyện đôi tay khéo léo, bạn sẽ thấy mình phải cố gắng thật nhiều. Một ngày thì chỉ có 24 giờ là công bằng cho tất cả mọi người. Chúng ta phải ngủ từ 6 đến 8 tiếng, ai cũng chỉ còn 16 giờ trong ngày, nên phải chia ra, làm gì, học gì trong quỹ thời gian ít ỏi đó. Một học viên của West Point nếu như sáng sớm không nộp được bảng mô tả công việc trong ngày cho bạn trưởng nhóm, thì coi như là nắm chắc suất cuốn gói về quê, không có chuyện ngủ dậy và ngày đó không biết mình phải làm gì. Kỹ năng thuyết trình, thuyết pháp sao cho người khác nghe mà rụng rời tay chân nằm trong chương trình học. Những bức tường tại West Point luôn đông nghẹt học viên đứng nhìn vào đó, tập nói với bức tường, thu âm, nghe đi nghe lại, nói đi nói lại, sao cho hay mới thôi. Dưới trời tuyết lạnh khủng khiếp, họ phải lăn lê bò trườn để tập thể lực. 5 giờ sáng là kèm báo thức, dạy tập thể lực bằng các bài tập với cường độ nặng của vận động viên nhà nghề. Tập bơi, đứng nước 5 giờ, ai đuối quá thì vớt lên, coi như rớt. Rồi tập vượt mọi địa hình, rèn luyện thể lực sao cho mọi điều kiện thời tiết đều phải thích nghi. Nóng 45 độ ở châu Phi hay âm 20 độ tại Alaska đều có thể chịu được. Kỹ năng sinh tồn và óc sáng tạo được chú ý đào tạo kỹ. Những lần trong đêm tối, họ bị thả vào giữa rừng, tìm cách để về lại trường bằng mọi khả năng có thể. Nhìn các vì sao trên trời, đoán hướng, tìm thức ăn, dựng lều. Kiến thức lãnh đạo phải có và phải nhớ vành vách. Và có khi đang ngủ say giấc, 2 giờ sáng bị đánh thức dậy để kiểm tra với các câu hỏi như là 10 vị tướng giỏi nhất trong mọi thời đại là ai? Tướng Võ Nguyên Giáp dùng chiến thuật gì trong trận Điện Biên Phủ? Nếu bạn là Napoleon, bạn sẽ viết lại lịch sử của trận Waterloo như thế nào? Vân vân và vân vân. Nếu không trả lời được, phải đứng ngoài hành lang cả đêm để suy nghĩ. Đào tạo để mỗi học viên West Point có được dáng vóc của một người mẫu, sức khỏe của một vận động viên Olympic, trí tuệ của một học giả, ăn nói như là một thuyết gia, cư xử như là một chuyên gia tâm lý. Khi về già, thì họ thành lập các hội cựu sinh viên West Point đi câu cá bên bờ biển Caribe, đi ngắm hoàng hôn tại Bali, thong dong tự tại, phong lưu tuyệt đỉnh, vì ai cũng có một tuổi trẻ học và làm như điên. Còn có những người đàn ông trên đời về già rồi mà vẫn cứ vật lộn mưu sinh, xin tiền vợ, xin tiền con cái, thì cũng có thể họ kém may mắn, nhưng chắc chắn họ đã lãng phí tuổi trẻ một cách vô bổ trong các trò trai gái, ăn chơi đàn đúm, sai tiền trai mẹ, hay đơn giản là lười nhất nhầy. Làm biếng thì sau này phải khổ, thế thôi. Những học viên có khả năng tốt nghiệp West Point đều là những người có thể thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong những điều kiện hết sức gian khổ. Hợp tác là một trong các quy định quân sự của West Point, và hợp tác thì không thể tách rời tập thể. Rosenberg, một học viên của trường cho biết, trong West Point, tinh thần tập thể đặc biệt quan trọng. Khi có việc gì xảy ra thì mọi người đều phải thông tin cho nhau. Cuộc sống 4 năm tại West Point làm cho Rosenberg hiểu rõ rằng tập thể quyết định sự sống và cái chết. Trong huấn luyện, do đồng đội chết nên cô thường phải một mình đối mặt với một vài kẻ địch. Điều này rất phù hợp với thực tế chiến trường, bởi vì tại West Point, có khi một người phạm sai lầm, cả tiểu đội sẽ bị trừng phạt. Rosenberg từng viết câu này trên cuốn sổ tay của mình. Nếu như trong lòng bạn nghĩ vì người khác, thì bạn sẽ gặt hái được thành công. Để giúp các thành viên mới nhớ đến đội, trường West Point có rất nhiều thủ thuật đặc biệt. Theo trí nhớ của Betty Pidi, người mới vào trường có rất nhiều thứ phải nhớ. Phòng học có mấy cái đèn, thời khóa biểu hàng ngày như thế nào, đều phải nhớ không sai một chữ. Học viên mới thì thường phải đứng ngoài hành lang, hô to, rõ ràng báo cho mọi người biết. Tập trung đi ăn tối còn 5 phút, hãy mặc đồng phục. Nếu thông báo sai điều gì, sẽ bị trừng phạt ngay. Mà hình phạt lại là đọc, phải đọc tất cả những thông tin liên quan trong ngày. Ví dụ như ngày tháng, tên của cán bộ trực nhật, các hoạt động quan trọng, bộ phim chiếu trong ngày,
thậm chí ngày đó cách lễ tốt nghiệp còn bao nhiêu ngày, những việc này đều phải báo cáo không sai một chút nào. Khi vào phòng ai đó, bạn phải để cửa mở vì luôn có người giám sát bạn. Eiffel kể với New York Times, khó mà hẹn hò tại đây, không có nắm tay và các cử chỉ thân mật và không có chuyện trốn ra ngoài. Westbourne không tán thành việc hẹn hò trong cùng một đội. Khi đã ý thức rõ ràng về sứ mệnh của mình, học viên tốt nghiệp Westbourne sẽ có sức bền hơn người. Trong quân đội Mỹ, học trường Westbourne được gọi là viên dài màu xám. Quân trang màu xám của trường Westbourne có từ năm 1816 và vẫn chưa có gì thay đổi. Viên xám này rất dài, rất đậm. Trường Westbourne nuôi dưỡng nên hai vị tổng thống Mỹ là Grant và Eisenhower cùng nhiều danh tướng như là Patton, MacArthur. Nhờ quá trình rèn luyện và đào tạo để trở thành một con người toàn diện, Học viện quân sự Westbourne không chỉ đào tạo ra những vị tướng giỏi cho quân đội Hoa Kỳ. Cựu sinh viên Westbourne sau 5 năm phục vụ quân đội thì có rất nhiều người trở thành những sao, các chính trị gia tài ba của đất nước mà như chúng tôi đã liệt kê tại phần 1 của video. Về bằng cấp, học viên tốt nghiệp tại trường sẽ nhận được bằng cử nhân khoa học và hầu hết được phong cấp thư úy, cấp quân hàm thấp nhất của sĩ quan trong lục quân Hoa Kỳ. Học viên sau khi tốt nghiệp có nghĩa vụ phục vụ ít nhất là 5 năm trong quân đội. Việc bố trí vào các chuyên ngành khác nhau như bộ binh, pháo binh, thiết giáp hàng không được quyết định bởi những người trong hội đồng có trách nhiệm của trường. Các học viên nước ngoài được bố trí vào các nhánh của lục quân nước họ. Từ năm 1959, các học viên phải có khả năng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ hoặc sau khi tốt nghiệp phải nhận một nhiệm vụ trong không quân Mỹ, hải quân Mỹ hoặc thủy quân lục chiến Mỹ để cung cấp cho họ khả năng thích ứng với các yêu cầu nhiệm vụ. Mỗi năm, một số lượng nhỏ những học viên tốt nghiệp làm việc này và thực hiện theo cách trao đổi một đổi một với các học viên tương tự giữa các trường. Những người từng tốt nghiệp từ trường Westbourne không chỉ là những tướng tài mà nhân tài thì cũng rất nhiều. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, trong số 500 công ty lớn trên thế giới, các chủ tịch hội đồng quản trị có nguồn gốc xuất thân từ trường Westbourne thì lên tới hơn 1.000 người. Nhân tài quản lý cao cấp có trên 5.000 người. Sau lễ tốt nghiệp, điều đặc biệt mà chưa có trường đại học nào có đó là các học viên tốt nghiệp Westbourne sẽ được đeo một chiếc nhẫn kỷ niệm nổi tiếng có khắc năm tốt nghiệp của họ. Nghi thức đeo nhẫn được bắt đầu từ năm 1835. Mỗi khóa sẽ có thiết kế riêng. Chiếc nhẫn này được coi là một thẻ căn cước và cũng là báu vật cuộc đời của các cựu học viên Westbourne. Trên đây thì kênh Việt Nam TV đã cung cấp đến quý vị khán giả những hiểu biết về Học viện quân sự nổi tiếng Westbourne của Mỹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.